Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Đổi của Vương Nhất Bác giành chức vô địch trong 2 năm liên tiếp Street Dance of China Đội trưởng có thể mang về hai chiếc vô địch Vương Nhất Bác chắc chắn không phải chỉ nói xuống đâu Sức mạnh của anh là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người Vào rạng sáng ngày 31 tháng 10 Mùa thứ tư của Street Dance đã kết thúc Mặc dù về cơ bản, nhiều vụ công và người hâm mộ đã thức trắng đêm nhưng may mắn thay, phần kết cuối cùng đã kết quả. Nhất ba vương tạc và mọi người, mong chờ ngay từ đầu, đã mang theo sự chúc phúc của quá nhiều người, bảo vệ ngôi vị, vô địch hai năm liên tiếp. Trong bản xem trước hip hop, bài hát This is old school của đạo trưởng Vương Nhất Bác ngay lập tức kéo mọi người trở lại những năm 80. Chương trình lớn của đội trưởng trông như bài biển thượng hại, khiến mọi người như nhìn thấy một ông chủ đang quậy tung. chương trình đội trưởng của Vương Nhất Bác cũng khiến nhiều khán giả và người hâm mộ ngồi trước tivi la hét. Tổng thể vụ đạo rõ ràng và nhẹ nhàng đã chạm đến trái tim của người hâm mộ và bầu không khí của cạnh quay đầy bùng nổ. Đội trưởng có thể mang về hai chiếc vô địch, với Nhất Bác chắc chắn không phải chỉ nói suông đâu, sức mạnh của anh là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Vương Nhất Bác chăm chỉ vài tài năng anh không quản ngại dạy một số vụ công không biết nhiều, chẳng hạn như trình bày sân khấu, ánh sáng, logic biểu diễn và cách sử dụng đạo cụ. Cũng như những cảm xúc cần có trong nhạy đường phố theo phong cách câu chuyện, với những kỹ năng nho nhỏ, vừa nhất bác luôn có thể đưa ra những gợi ý chính khi cả đội đạt 99 điểm để tác phẩm có thể đạt 100 điểm. Các thành viên trong nhóm đã trở lại với sự lãnh đạo của vừa nhất bác, vị vua thực sự không đăng quang trong lòng người hâm mộ. Bầu bu đã ám tất cả các chức vô địch và giờ đây anh ấy muốn giành thêm một chiếc vô địch nữa cho vương nhất bác. Vì vậy anh ấy phải chịu đựng đau đớn và phải hoàn thành bài thi của mình một cách hoàn hảo. Quán quân mùa thứ ba, Dương Khải, đạt điểm cao, đối mặt với cái đầu chọc lốc của Dương Khải, với nhất bác trực tiếp đói, đâu có lạnh không, đang là mùa đông, khiến mọi người cảm thấy rất buồn cười. Câu trả lời của Dương Khai cũng có EQ siêu cao, sân khấu tốt như vậy nhất định phải tỏ thái độ. Quả thật từ trường của Dương Khải, và vừa nhất bác rất hợp, Hầu như tất cả các cảnh của Dương Khải đều có vương nhất bác và sự giao tiếp giữa họ với khán giả cũng khiến người ta cảm nhận được tình bạn của hai người. Nhưng ở thời điểm mà Diệp Âm đã giành chức vô địch, phần trình diện trên sân khấu của anh chàng thực sự xứng đáng là quán quân kép của Street Dance. Giáng điệu nhanh nhẹn trên sân khấu của Diệp Âm không chỉ chinh phục khán giả mà còn chinh phục giám khảo. Sau hai tháng rưỡi chiến đấu, cuối cùng đội nhất ba Vương Tạc đã có thành quả chiến thắng. Nhiều người trong số họ là quán quân trong lý lịch nhưng họ vẫn không sợ hãi và có phong cách riêng trong cuộc thi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.